Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 và xin kính chúc quý vị có một ngày an lành. Thưa quý vị, trước khi đi đến những điểm nóng của tình hình về chính trị, về thời sự trên thế giới và cả ở Mỹ ngày hôm nay đó và đặc biệt là cái tiếng súng nổ, súng nổ vẫn ở Trung Đông và đặc biệt là súng nổ ở cả Mỹ nữa chứ. Trước khi đi đến những tình hình, những cái điểm tin lớn của ngày hôm nay thì chúng ta không thể không nhắc qua một cái câu chuyện nhỏ ở Việt Nam thưa quý vị và đặt ra cái câu hỏi mà nếu như chúng ta không hỏi không nhắc nhớ cái vấn đề này á thì có thể là nó sẽ chìm xuồng nó sẽ rơi vô quên lãng thưa quý vị đó là câu chuyện cái quý vị nhớ là cái vụ cháy uh, chung cư mini ở quận thanh xuân hà nội mà làm cho 56 người tử vong và 37 người bị thương xảy ra vào đêm ngày 12 tháng 9 quý vị cũng nhớ cả những cái hoàn cảnh rất là đau thương của người dân trong cái câu chuyện đó và bây giờ đã hai tháng trôi qua rồi thưa quý vị và bây giờ có một cái dấu hỏi rất là lớn rất là cảm ơn truyền thông đã đặt câu hỏi ở Việt Nam đó, đã đặt câu hỏi này cho chính quyền là bởi vì nếu không hỏi thì nó sẽ hoàn toàn bị chìm xuồng về số tiền 110 tỷ đồng giúp nạn nhân trong cái vụ cháy này thưa quý vị. Đã hai tháng qua, người dân ở Việt Nam đã quyên góp thông qua những cá dân và những cái tổ chức đã quyên góp uh, cho mặt trận uh, Tổ quốc Việt Nam để rồi chuyển đến tay những cái nạn nhân trong cái vụ cháy này. Đây là vụ cháy rất là thương tâm trong vòng cả một thập niên vừa qua ở việt nam thưa quý vị vậy mà đến bây giờ đã hai tháng trôi qua rồi mà những nạn nhân trong cái câu chuyện này hoàn toàn chưa nhận được số tiền này thưa quý vị hoàn toàn chưa nhận được số tiền này và khi mà gõ cửa hỏi những cái giới lãnh đạo hỏi mặt trận tổ quốc việt nam đó quý vị đã gom tiền rồi đã quyên tiền đã nhận tiền rồi tại sao mà chưa chuyển đến câu trả lời rất là đơn giản và không có cái gì có thể đơn giản hơn là đang chờ xin ý kiến các ngành để thống nhất phương án quý vị nhớ lại thử hình dung chúng ta ngồi đây chúng ta nói hay là chúng ta nghe chúng ta trao đổi bình luận thì thấy mọi chuyện nó có vẻ như đơn giản lắm nhưng nếu thử hình dung chúng ta là những nạn nhân trong cái vụ cháy đó một cái cơn cháy thổi bùng lên và mọi thứ là hóa thành tro bụi hết chưa kể là người thân mình mất bởi vì mất mạng là cái đó là cái sự mất mát lớn nhất và một người quen của chúng tôi ở cái chung cư ở Việt Nam nói một câu như này nè. Mỗi lần mà có diễn tập phòng cháy chữa cháy dành cho các khu chung cư đó thì khi mà nghe tín hiệu để mà diễn tập thôi, biết là diễn tập thôi, nhưng mà phải quơ lấy một cái gì đó giá trị để mà chạy theo bên mình để mà phòng khi thực sự là cái chuyện cháy nổ nó xảy ra thì chúng ta đã quen với cái việc mà thu dọn gói ghém và cháy thật nhanh để mà thoát khỏi cái cơn lửa nhưng mà cũng loay hoay không biết là chọn cái gì để mà đem theo và chọn cái gì để mà ở lại. Đó là diễn tập phòng cháy chữa cháy. Còn cái câu chuyện ở phường Thanh Xuân ở Hà Nội cái vụ cháy chung cư mini này, thưa quý vị, cái đám cháy này nó bốc ng bất ngờ, nó bốc lên và nó lấy đi hết mạng sống và của cải của người ta. Người ta không kịp đem theo một thứ gì, thưa quý vị, chỉ còn một cái thân còn lại là đã là may mắn lắm rồi. Vậy mà hai tháng trôi qua, những cái nỗi đau của người của nạn nhân vẫn còn đó. Vậy mà các các ông bà đã nhận tiền rồi và bây giờ nói là chờ xin ý kiến các ngành để thống nhất phương án. Nghe cái câu trả lời nó đơn giản quá nhưng mà thực sự nghe nó nó cảm thấy nó rất là nhói lòng và khó mà có chấp nhận được cái câu trả lời như thế này. Bà Trần Phương Linh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bà nói đó là cái việc mà quyên góp để ủng hộ nạn nhân vụ cháy được thực hiện theo đúng quy trình, theo đúng cái nghị định 93 năm 2021 của chính phủ thì theo đó là quy quyên góp là đúng rồi. Và bây giờ theo nghị định trên thời gian tiếp nhận ủng hộ là không quá 60 ngày kể từ ngày phát động quyên góp. Và bây giờ đó thì th thời gian để mà quyên góp đã kết thúc rồi là vào ngày 10 15 tháng 11 nhưng mà Quận và phường Khương Đình đã ra thông báo là dừng nhận tiền ủng hộ từ ngày 16 tháng 10 trước đây rồi thưa quý vị. Và kể từ cái ngày mà dừng quyên góp đó thì có 20 ngày tiếp theo để mà lên phương án hỗ trợ cho các nạn nhân thì bà nói là từ ngày 16 phải có 20 ngày nữa giờ chính quyền còn 10 ngày nữa để mà xem xét thưa quý vị. Nói chung là người ta nói là ở Hà Nội không vội được đâu mà phải từ từ thì khoai nó mới nhừ nhưng mà những cái nạn nhân đang gần những cái số tiền để mà hỗ trợ để mà có thể xe đồ đao để mà ổn định lại cái cuộc sống này thưa quý vị thì có thể là không có chờ được và chờ được như thế này thì đã hóa thành tro rồi nhiều ý kiến rất là bất bình trên các cái phương tiện truyền thông mà chúng tôi đọc được họ nói rằng mọi chuyện nó đơn giản quá mà nếu như bây giờ chưa có thể thống nhất được phương án thì bây giờ tại sao không ứng ra trước bây giờ biết cái danh sách những cái gia đình đó, đó là người ta có nạn nhân trong cái vụ cháy Bây giờ ứng 50% đi Hay là ứng 30% đi Để mà tiền mà lúc khó lúc ngặt á, Nó mới cần thiết Chứ nhiều khi mọi thứ nó đã qua rồi Và người ta cũng đã ổn định được rồi Lúc đó mà đưa tiền đến Không phải là nó không cần Nhưng mà có thể là nó đã bỏ qua những cái cơ hội vàng Để cho người ta có thể vực dậy và ổn định cuộc sống Đó là cái ý kiến lớn nhất Mà chúng tôi đọc thấy Trên các cái diễn đàn thưa quý vị Rất tiếc chính quyền họ không nghĩ như vậy và cũng có ý kiến nói rằng đó là lý do mà vì sao đó mà người dân Việt Nam người ta rất là ngại khi mà quyên góp những cái cái gì mà thông qua những cái đoàn thể ví dụ như là mặt trận tổ quốc Việt Nam nó 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 nhiều khê quá nó rắc rối quá chi bằng những cái cá nhân ấy, người ta tự cầm cái sòng tiền người ta nè người ta thật lòng muốn giúp người ta đem đến tận nơi giúp nhưng mà đóng góp cái kiểu mà thông qua những cái cá nhân ấy, thưa quý vị những cái nghệ sĩ nổi tiếng đó thì vừa rồi cũng lại vướng vô những cái rùm xùm những cái rắc rối nói chung khi mà người dân đã có tấm lòng và muốn chia ra giúp đỡ lá lành đùm lá rách đó muốn chia cái bàn tay mình ra giúp đỡ nhưng mà thực sự rất là khó ở Việt Nam trong cái bối cảnh hiện nay. Đó là câu chuyện mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị liên quan đến những cái nạn nhân trong cái vụ cháy chung cư mini một lần nữa đã hai tháng trôi qua rồi mà đến bây giờ họ chưa nhận được một đồng xu tên tiền hỗ trợ mà đây không phải là tiền từ từ chính quyền nha thưa quý vị là tiền của người dân người ta gom góp để mà giúp đỡ. Đó là câu chuyện về Việt Nam và chuyển sang câu chuyện ở Mỹ phải nói là người dân và chắc quý vị mà đang sống ở mỹ đó vào ngày hôm chiều hôm thứ tư cũng cảm thấy là sững sờ và bàng hoàng, lại thêm một cái vụ nổ súng nữa, xả súng nữa thì đúng hơn xảy ra ở tiểu bang men thưa quý vị. Những cái câu chuyện về xả súng chúng tôi cũng nhắc hoài và gần như là một cái đại dịch xảy ra ở nước Mỹ rồi. ở những cái nơi khác trên thế giới. mới ngày hôm qua thôi, không có lâu đâu. khi mà chúng tôi có một cái cuộc nói chuyện với lại uh, ký giả làm ở Việt Nam, chúng tôi trao đổi tình hình, thì mới um, chặt lưỡi và nói rằng, thôi kiếp sau mà muốn làm người đó chỉ xin là làm người được ở những cái xứ sở mà nó văn minh, nó tự do, sống ở những cái xứ sở như là Trung Đông bây giờ nó khổ quá, hay là ở Ukraine nó khổ quá, chiến tranh nó tàn phá quá. Nhưng mà thực sự thưa quý vị, sống ở một cái cường quốc trên thế giới hiện nay như là ở Mỹ đây, như là ở Mỹ đây nhưng mà người dân cũng đâu phải là hoàn toàn bình an đâu lúc nào cũng sống trong một cái tâm trạng đơm nớp lo sợ là đi chợ đi nhà thờ đi lễ đi học thậm chí như ngày hôm thứ tư là đi vào một cái nhà hàng và đi vào một cái trung tâm bowling để chơi bowling để giải trí mà thôi vậy mà cũng không thoát khỏi tiếng súng nổ thưa quý vị không thoát khỏi tiếng súng nổ. Nghi can của vụ xả súng xảy ra ở tiểu bang Maine vào ngày hôm thứ Tư, có tên là Robert Card, 40 tuổi, và bây giờ đã cảnh sát vẫn đang truy lùng, tìm được chiếc xe nghi can bỏ lại ở hiện trường rồi, nhưng mà vẫn chưa có bắt được nghi can như thế này, và được cảnh sát mô tả là có vũ trang và nguy hiểm. Hai cái vụ xả súng theo cảnh sát nhận định là do một người, cái nhân vật quý vị đang thấy trên màn hình là tiến hành đó. Một cái là xảy ra ở nhà hàng và một vụ là xảy ra ở một cái trung tâm bowling. Và những cái nhân chứng người ta kể là ở trung tâm bowling. Nói là đầu tiên mà nghe tiếng sổ, súng nổ đùng đùng đùng. Họ còn tưởng đây là cái tiếng bong bóng nổ mà một hồi mới thấy là hoảng loạn mới thấy dân tình là đổ chạy rồi xong rồi thậm chí là thấy cả cái người chết và thấy máu me lúc đó họ mới biết rằng là cái thảm kịch nó đang rờ tới sát bên cạnh mình thưa quý vị rờ tới sát bên cạnh mình và nghi can có một cái chi tiết nữa là có một cái tiền sử về bệnh tâm thần nhưng mà cái vấn đề đáng nói thưa quý vị là tại sao một nghi can mà có một cái tiền sử bệnh tâm thần lại có thể cầm một cái khẩu súng trường AR-15, để mà bước vô quý vị thấy đây đúng nghĩa một cái hình nếu như mà chúng tôi không có thuyết minh, chúng tôi không nói là đây là cái vụ xả súng vừa nóng hổi vừa xảy ra ở tiểu bang men. Quý vị thấy như là một cái hình quảng cáo mà những cái tổ chức hiệp hội mà quảng bá về súng ống của Mỹ đó, người ta quảng cáo vậy thưa quý vị, nhìn không khác gì một cái hình ảnh quảng cáo hết. Thì ngay khi cái câu chuyện này vừa bùng nổ thì bây giờ những cái giới mà ủng hộ cho cái việc kêu gọi cho cái việc mà siết lại cái việc mà sở hữu súng và là đem súng ra đường đó thưa quý vị người ta bắt đầu chỉ ra một số cái phát tiểu bang Maine là một trong những cái tiểu bang đứng chót bẹt của nước Mỹ trong cái việc mà có cái luật mà kiểm soát về sở hữu súng ống thưa quý vị chính cái một cái dân biểu một cái dân biểu trước đây là một thành viên bên phía đảng Cộng Hòa, ông này có tên là Gabriel Giffords. Và sau này ông chuyển qua là đảng Dân Chủ và ông sáng lập ra một cái tổ chức có tên là Force để làm chi để kêu gọi cái siết lại cái việc mà sở hữu súng ống ở tiểu bang Maine ông nói rằng là thêm cái vụ này nữa xảy ra mọi người thấy đau đớn đúng không mọi người thấy phẫn nộ đúng không nhưng mà chúng ta đã quá quen với cái chuyện này là bởi vì nước Mỹ không có kiểm soát được là bởi vì những cái hiệp hội mà quảng bá mà mua bán súng ống đó họ còn kiếm lợi nhuận rất là nhiều trên cái việc này và bằng những cái thuyết âm mưu mà họ đưa ra cho nên là những người dân vô tội Mỹ vẫn còn phải đối diện với những cái thảm cảnh này rất là nhiều. Đó là lời dân biểu Graham Gifford nói vào người trên mạng X ngay lúc mà cái sự việc sả súng vừa xảy ra thưa quý vị. Thì năm 2015 tiểu bang Maine vừa mới thông qua thông qua một cái đạo luật theo đó là cho phép mọi người dân có thể cầm những cái khẩu súng, súng ngắn hay thậm chí là súng trường đi ra ngoài đường ở chỗ public mà không cần phải có một cái giấy license, một cái giấy phép lận lưng, lưng thưa quý vị. Có nghĩa là gì? Những cái công dân mà 18 tuổi trở lên theo luật của tiểu bang men á mà um, là đủ để có thể mua súng á, thì có thể đem súng ra ngoài đường mà không cần phải check lý lịch nè, không cần phải có giấy phép nè. Thậm chí ở tiểu bang men cũng không có cái luật red flag luôn luật red flag có nghĩa là những cái thành những cái người nào mà đã có tiền sử về bạo lực nè về những cái tội về thù ghét nè về, về về về, bạo lực gia đình nè thậm chí là phạm những cái tội mà tiểu hình đó thưa quý vị thì thường theo cái luật red flag là người ta sẽ hạn chế không có cho những cái nhân vật như vậy được có cái license để đem súng ra đường nhưng mà tiểu bang men người ta thả cửa mặc dù cấm cái việc đem súng vào cái khu vực trường học nhưng còn những cái nơi khác ở public thì tha hồ đó lý giải một phần vì sao mà ngày hôm qua cái nghi can 40 tuổi và có tiền sử về tâm thần như vậy mà vẫn có thể đường hoàng cầm cái khẩu súng ra đường mà không bị bất kỳ một cái rắc rối nào hết để rồi bước vô nhà hàng và cái trung tâm giải trí để mà lấy đi mạng người dân thưa quý vị. Theo một số cái hãng truyền thông là đã có 22 người chết và hơn 5 người, người bị thương. Nhưng mà thống đốc của tiểu bang Men thì sáng nay họ nói đó là trong cái cuộc họp báo là khoảng chính thức là 16 người chết. Còn cái số còn lại là chưa được confirm một cách chính thức. Thì thôi 16 người chết cũng đó một mạng người đã là vô cùng quý giá thưa quý vị và người ta nói rằng đây cũng là một cái vụ xả súng mà nó nghiêm trọng nhất trong cái thời gian mấy năm gần lại đây đó là câu chuyện vừa mới diễn ra ở tiểu bang men và nói như cái lời ông dân biểu gifford nói đó thưa quý vị ông nói chừng nào mà những cái tiểu bang như men như thế này không có ý thức mà cái việc mà siết lại cái việc mà quản lý về súng ống đó, thì chắc chắn những cái tiếng súng nổ rền vang như thế này nó sẽ không chỉ xảy ra ở tiểu bang men mà sẽ còn khắp nơi nước mỹ và nước mỹ sẽ không bao giờ giải quyết được cái câu chuyện đó hết á theo những cái tổ chức về thống kê về bạo lực súng đạn thưa quý vị thì nếu mà so với trung bình ở trên toàn nước Mỹ đó, cứ 100.000 người Mỹ thì có khoảng 14.8 người là phải chết vì những cái vụ xả súng như thế này thì ở tiểu bang Maine cái tỷ lệ đó là 12.6 người thôi quý vị. Đó là câu chuyện vừa mới xảy ra và làm cho chúng ta đặc biệt là đang sống trong nước Mỹ cảm thấy lo sợ và bất an về cái sự an toàn của mình. Khi mà đi đâu cũng thấy những cái khẩu súng và người ta cũng không nghĩ được là sống trong cái ở thời đại này đâu phải là cái thời mà cái cái còn cái nền văn minh rầm rú hay là sống ở những cái vùng sa mạc mà bây giờ ngay trong cái thời đại văn minh như thế này mà người ta vẫn nhìn thấy là đi đâu cũng phải dắt kè kè trong 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 người một cái khẩu súng, đó là một cái chuyện thực sự thưa quý vị là khó có thể chấp nhận được và chuyển sang một cái điểm nóng khác thưa quý vị là một cái câu chuyện thời sự từ trong suốt hai tuần vừa qua đó là câu chuyện về chiến sự ở trung đông nhưng mà cụ thể là liên quan tới nước mỹ đây thưa quý vị ông tổng thống joe biden trong suốt những ngày vừa qua ông thường xuyên đưa ra cái quan điểm rằng là israel thì có quyền là trả thù Israel là có quyền tự vệ và Israel có quyền là tiêu diệt phiến quân Hamas vì những gì mà phiến quân Hamas đã làm trong cái ngày thứ Bảy, ngày 7 tháng 10 vừa qua giết chết những thường dân Israel. Israel có quyền đó, nhưng đồng thời Israel cũng không thể thoát được khỏi cái gánh nặng là trả thù và tiêu diệt khủng bố, nhưng phải làm sao không có được ảnh hưởng đến dân thường. Đó là cái thông điệp rất là nhất quán mà ông Biden trong suốt mấy ngày vừa qua. Chúng tôi quan sát thấy là ông thường xuyên lập đi lặp lại kể cả trong cái cuộc gặp với lại thủ tướng Úc ở tòa Bạch ốc vào ngày hôm thứ Ba. thôi quý vị. Ông nói rằng đó là dứt khoát là Mỹ sẽ ủng hộ cho phía Israel và bây giờ ông đang kêu gọi là cả thế giới nè, lúc này đây là cần phải có bên phía Israel Palestine, các cái nhà nước Ả Rập và cả thế giới cùng chung tay để mà đi đến một cái giải pháp là um, hai nhà nước phải có hai nhà nước được lập ra ở giải Gaza để tránh cho cái tình trạng là những cái người Palestine đang bị chơ vơ lạc lỏng và hoàn toàn là bị phiến quân Hamas và control và kiểm soát hoàn toàn thưa quý vị. Nhưng mà nó có một cái ý như thế này là ông Biden ông rất lo lắng là cái chiến tranh ở vùng Trung Đông nó sẽ có thể lan rộng và đặc biệt là nó có thể sẽ ảnh hưởng đến Mỹ. Chúng tôi cứ hỏi hoài một cái câu hỏi trong cái chương trình kỳ trước đó là liệu nếu mà đụng tới Mỹ, Mỹ đã đưa quân đã đã khai triển những cái um, hàng không mẫu hạm và cả máy bay tiêm kích đến với vùng Trung Đông để bảo vệ đồng minh. Nhưng nếu như đụng đến Mỹ thì sao thưa quý vị? Và Mỹ đã có câu trả lời thông qua lời của ông ngoại trưởng Anthony Blinken và cả ông bộ trưởng quốc phòng Lloyd Austin là nếu mà vượt lằn ranh đỏ là Mỹ sẽ đáp trả. Nhưng mà cái nỗi lo sợ của ông Biden đình là chiến tranh nó sẽ leo thang á thì đây cái bức tranh đó nó ngày càng nó rõ ràng hơn bao giờ hết thưa quý vị những ngày vừa qua chúng ta thấy là tên bay lạc đạn những cái tên lửa đã đụng vào đã nhắm vào đến cái hàng không mẫu hạm của Mỹ ở Yemen chúng ta thấy những cái cuộc đụng độ và giết người ở West Bank chúng ta thấy những cuộc tấn công vào những cái căn cứ trụ sở của Mỹ ngay tại Syria và đó là cái lo ngại lớn nhất của chính phủ Biden thưa quý vị liên tục đưa ra Mỹ đưa ra những cái lời cảnh báo nói rằng Iran chớ có đi cổ vũ và đứng đằng sau giật dây và tiếp sức cho những cái phiến quân uh, như là Houthi, như là Hamas để mà tấn công vào Israel và cả và Hezbollah nữa chứ và cả tấn công vào quân đội của Mỹ nhưng đó là cái nỗi lo ngại rất là lớn của chính phủ đương nhiệm. tờ Wall Street Journal ngày hôm nay đã dẫn lời những cái giới chức của Mỹ và Israel cho biết thưa quý vị thì chính phủ do Thái đã chấp nhận cái yêu cầu của Mỹ là trì hoãn cái cuộc tấn công trên bộ nhắm vào gãi Gaza để làm gì? Để Washington có thời gian thiết lập những cái hệ thống phòng không ngay trong cái vùng Trung Đông như thế này. Bộ Quốc phòng Mỹ đang khai triển khoảng 11 hệ thống phòng không tới Trung Đông thưa quý vị để bảo vệ quân đội Mỹ để bảo vệ chính quân đội Mỹ ở những cái khu vực như là Iraq, Syria, Kuwait, Jordan, những cái nước um, hồi giáo ở Ả Rập um, đó là một những cái một trong những cái kế hoạch và vì vậy Washington đang yêu cầu Israel ấy, hãy từ từ hoãn lại đợi cho Mỹ khai triển hết cái hệ thống phòng công rồi hãy bắt đầu đổ bộ tấn công vào gaza nhưng mà có lẽ trong cái tình huống ngày càng những cái điểm nóng ngày càng đang buồn cười như thế này thưa quý vị thì những cái giải pháp những cái nghị quyết đưa ra tại hội đồng bảo an liên hiệp quốc á, càng làm cho chúng ta nhìn thấy rằng thế giới đang rất là bất lực trước những cái điểm nóng trước những cái xung đột quân sự như thế này số là vào ngày hôm qua là một cái nghị quyết của mỹ đưa ra để mà bỏ phiếu kêu gọi là Hãy giải quyết những cái khủng hoảng nhân đạo ngày càng tồi tệ ở Gaza và kêu gọi tạm dừng bạo lực để cho phép tiếp cận viện trợ. Đây là phía Mỹ đề nghị thì quý vị biết không, Nga và Trung Quốc bỏ phiếu phản đối. Để rồi sau đó một cái nghị quyết khác do Nga soạn thảo cũng đưa ra rồi theo đó kêu gọi ngừng bắn nhân đạo thì lại đến phía mỹ và anh bỏ phiếu phản đối có nghĩa là gì mọi người đang nhìn thấy là mấy cái ông bà đang ngồi tại hội đồng bảo an liên hiệp quốc á, cứ loay hoay để đưa ra những cái nghị quyết nhưng mà thực chất là những cái nghị quyết đó nó hoàn toàn không có giải quyết được những cái điểm nóng ở cái vùng quân sự ở bên phía trung đông và cả cái cuộc chiến tranh và nga và ukraine nữa bom rơi lạc đạn súng vẫn nổ ầm ầm nhưng những cái ông bà đang ngồi ở hội đồng bảo an liên hiệp quốc á, vẫn cứ loay hoay với những cái trò là bỏ phiếu rồi nghị quyết rồi phản đối rồi cuối cùng không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì và đó vẫn là những cái nỗi nhức nhối về tình hình thế giới hiện nay xung quanh chúng ta thưa quý vị và hoàng vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị đang tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5. Và thưa quý vị, như nhiều, nhiều người quan sát về tình hình chính trị của nước Mỹ thì cảm thấy đúng là ông Tổng thống Joe Biden làm Tổng thống ở một cái thời kỳ mà cả nước Mỹ và thế giới nó có quá nhiều quá nhiều những cái thử thách và cả những cái sự xung đột thưa quý vị. Cái cuộc chiến tranh Nga và Ukraine 20 tháng chưa xong thì bùng nổ cái chuyện là ở Trung Đông và súng nổ khắp nơi và Mỹ thì đang muốn giải quyết và có những cái can dự vô để mà dập tắt những cái xung đột. Nhưng mà xem ra thực sự là những cái câu chuyện này, những cái bài toán nó quá khó. Ông Biden ông nhận được những cái đầu bài nó quá khó đi. Mà trong khi đó thì tình hình ở trong nước Mỹ cũng quá nhiều những cái vấn đề rối rắm và cộng thêm cả ngày thứ tư lại thêm nổ súng nữa. Nổ súng từ vùng Trung Đông, nổ súng từ bên trời Tây và nổ súng ngay trong phía nước Mỹ. Thưa quý vị, cuộc xả súng mà chúng tôi đã thưa ở phần 1. Và cũng ngày hôm qua, đó ông Joe Biden có nói ý như thế này về cái chuyện Trung Đông. Ông nói rằng là đúng là cái chuyện mà bên phía Hamas ấy, mà tấn công vào bên phía Israel và làm chết 1.400 thường dân. Và cái con số này đã được hãng thông tấn AP cũng có một cái cuộc điều tra riêng và đã chính thức confirm như vậy. Nhưng mà bên phía Hamas thì họ nói rằng vậy thì sao Israel trả đũa đó và làm chết gấp bao nhiêu lần 6.500 thường dân Palestine ở giải Gaza đã bị chết dưới những cái làng bom rơi lạc đạn của bên phía Israel. Và bây giờ thế giới rất là nhiều những cái 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 nước mà ủng hộ cho bên phía Palestine thì họ lại lên án bên phía Israel. Ông Biden nói ý như thế này vào ngày chiều tội ngày hôm thứ tư thưa quý vị. Ông nói rằng là tôi tôi đồng ý và tôi tin rằng một điều rằng chắc chắn là trong chiến tranh á những cái người vô tội á là bị ảnh hưởng rất là nhiều và rất là những thường dân đã bị chết tôi tin điều đó và đó cũng là một cái sự thật rất là đau lòng và người chính vì vậy mà Israel phải rất là cẩn trọng trong những cái chiến dịch để mà tấn công tiêu diệt Hamas để làm sao đừng có ảnh hưởng đến dân thường nhưng mà có cái ý như thế này là tôi hoàn toàn không có cảm thấy tin tưởng với những cái số liệu về những cái thường dân mà đã chết trong cái ở bên phía Gaza đã đưa ra thưa quý vị bên phía Hamas đưa ra bởi vì sao bên phía Bộ Y tế của đại diện cho Palestine đó hiện nay là hoàn toàn là do bên phía Hamas kiểm soát. Đó là lý do mà ông Biden nói là ông không tin tưởng về những cái con số thống kê này. Đó là một ý. Cái ý thứ hai nữa mà dân tình vẫn còn râm ran về một cái cuộc họp báo mà xảy ra ngay tại tòa Bạch Ốc vào ngày hôm thứ hai đó thưa quý vị. Thì bây giờ trên mạng xã hội chúng tôi thấy là đang rần rần chia sẻ, họ đang đồn đoán nhau là tại sao vậy? Tại sao mà vào chiều ngày thứ hai vào khoảng 3 giờ 11 phút thì ông Biden tổ chức cái cuộc họp báo, ông nói về những cái vấn đề về kinh tế của nước Mỹ và về những cái lãnh đạo của chính phủ đương nhiệm để giải quyết vấn đề lạm phát vào lúc 3 giờ 11 phút. Tự nhiên vào 3 giờ 18 phút, ông quầy quả bỏ đi và ông nói rằng tôi xin lỗi là tôi bây giờ tôi phải có một cái cuộc họp rất là cần thiết ngay trong cái phòng Situation Room, cái phòng tình huống á, tôi có cái vấn đề quan trọng cần giải quyết và cái cuộc họp báo nó tạm dừng. Nhiều người thắc mắc, quý vị biết là trên mạng xã hội đến bây giờ họ vẫn chia sẻ với nhau và họ đưa ra nhiều giả thuyết là tại sao tổng thống của nước Mỹ mà phải quầy quả bước vô ngay cái phòng tình huống Situation Room, đó là cái phòng mà tổng thống phải thu, phải nghe th, thông báo những cái tin về tình báo quan trọng mà để đưa ra những cái quyết định mà có về mặt quân đội và có giá trị ngay lập tức thưa quý vị. Thì nhiều người đang lo ngại là có chuyện gì xảy ra với nước Mỹ ư ừ, mà ông Biden phải ngay lập tức ngưng cái cuộc họp báo và bước vô cái vòng uh, situation room đó. Thì um, uh, lúc đó đó thưa quý vị, vào ngoài 3 giờ ngày 18 phút ngày thứ hai đó thì nó có nhiều cái sự kiện đã xảy ra ở thời điểm đó làm cho dân tình bây giờ họ đang đặt ra có phải là vì cái chuyện là Mỹ ở bên phía Trung Đông bị tấn công 6 ngày liên tiếp như chúng tôi nói ở phần 1 ở Yemen nè, rồi ở Syria nè, có phải vì vậy không mà bây giờ ông Biden ông phải bước vô phòng đó để ông nghe tin cấp báo để mà đưa ra những cái quyết định ngay lập tức hay là cả cái câu chuyện thưa quý vị, một cái câu chuyện ở nước Nga nhưng mà ông Biden cũng cần phải lắng nghe để mà đưa ra quyết định, đó là cái 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 cái, cái cái giả thiết ở trên mạng xã hội đang đồn thổi từ ngày hôm thứ hai cho đến bây giờ đó thưa quý vị đồng loạt rất là nhiều những cái hãng thông tấn ở bên phía nga đặc biệt là trên instagram nữa xuất phát từ một cái bài báo của một cái hãng thông tấn bên nga đó là general svr họ post lên trên telegram và họ nói là vào hôm ngày chủ nhật ông tổng thống của nga vladimir putin khi mà người lính ở bên ngoài canh gác đó, họ nghe cái tiếng rầm họ bước vô và thấy là ông Putin gần như là ngã sóng xoài dưới đất là bên cạnh cái giường của mình. Và đây không phải là lần đầu tiên mà cái cái account General SVR này họ liên tục đưa ra những lời cảnh báo cho thấy là Putin trong những cái ngày gần đây á có vẻ tình hình sức khỏe không có ổn và về cái căn bệnh ung thư của mình, thậm chí là nhiều những cái lời cho rằng là có thể ông sẽ bước không bước qua được con trăng này đâu, có nghĩa là vào cái mùa thu năm nay á, là Putin không có bước qua được cái căn bệnh của mình và bây giờ điện kremlin đang nháo nhào để mà tìm cái người thay thế thì vào ngày sự kiện trong ngày kỳ trước đó chúng tôi có thưa quý vị là điện kremlin vừa mới gửi ra một cái thông báo và nói rằng họ bác đi cái giả thuyết này họ nói đây là cái thuyết âm mưu và những cái trò mà nó tung ra những cái tin mà rất là gọi là để giật gân câu khách nhưng mà không thể phủ nhận những cái câu chuyện về cái tình hình sức khỏe của ông Putin nó rộ lên trong suốt cái thời gian kể từ khi cái cuộc chiến tranh Nga và Ukraine bùng nổ cho đến tận bây giờ. Và cụ thể nó liên quan đến ông Tổng thống Joe Biden là vì vào ngày hôm thứ hai đó, như chúng tôi thưa là đang tổ chức họp báo, tự nhiên quầy quả bỏ đi, làm cho dân tình người ta rất là lo ngại, không biết là có cái tình huống khẩn cấp gì mà đang cần cái quyết định ngay tấp lự của ông Tổng thống Mỹ cho nên là nó mới ngưng cái cuộc họp báo như vậy. Đó cũng là một cái tin đang đang lan truyền trên mạng xã hội mà chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị. Và bây giờ là một cái tin chính thức đây, một cái tin chính thức. Thưa quý vị, tại Quốc hội Liên bang của Hoa Kỳ thì trải qua cuối cùng, finally, cuối cùng sau 22 ngày hoàn toàn không có cái nhân vật chủ tịch Hạ viện và sau 4 nhân vật mà đã được Đảng Cộng hòa đề cử ra Cuối cùng thì chúng ta đã có thể tạm tạm thôi thở vào nhẹ nhõm là Hạ viện đã có chủ tịch rồi đã có chủ tịch rồi thưa quý vị và đã được bầu ra đó là ông Mike Johnson thay thế cho ông Kevin McCarthy đã bị đá bật ra 22 ngày trước thưa quý vị. Và phải nói như thế này, ông Mike Johnson được đề cử làm chủ tịch Hạ viện là một cái một cái sự lựa chọn bên phía Đảng Cộng hòa mà nó làm cho không chỉ cử tri Mỹ, không chỉ những cái dân biểu bên phía Đảng dân chủ và cả chính những cái dân biểu trong Đảng Cộng hòa người ta cũng ngạc nhiên thậm chí có người còn nói rằng tôi thậm chí còn phải google xem là cái tiểu sử của ông mike johnson này là ai bởi vì hoàn toàn ông là một người rất là kính tiếng và hoàn toàn không có tên tuổi không có phải là spotlight được cái sự chú ý ngay tại trong hạ viện của đảng cộng hòa thưa quý vị xin lỗi quý vị và có một cái chi tiết nữa là ông mike johnson hoàn toàn chỉ mới có phục vụ ngay tại trong hạ viện là bốn nhiệm kỳ nhé nhưng mà đặc biệt là ông chưa có bao giờ ông chưa ngồi vào một cái chiếc ghế chủ tịch của một cái ủy ban nào hết ở hạ viện và ở một cái vị trí lãnh đạo hết cho nên nó giải thích vì sao mà ông hoàn toàn là không có được sự chú ý cho nên cái việc mà ông thắng toàn bộ ông nhận được toàn bộ những cái sự ủng hộ của bên dân biểu bên phía đảng cộng hòa và bước vô cầm được cái chiếc búa của Chủ tịch Hạ Viện Nhiều người cảm thấy là vô cùng bất ngờ luôn thưa quý vị Vô cùng bất ngờ và sửng sốt Nhưng mà mọi người cũng hiểu được cái tâm lý hiện nay Của các dân biểu của phía đảng Cộng Hòa Có nhiều người đã nói rằng là họ quá mệt mỏi Bởi vì qua 4 lần 4 ứng cử viên được đề cử Rồi đã 22 ngày trôi qua Mà đảng Cộng Hòa cứ loay hoay cứ xào xáo và không có chọn được không có đề cử được một cái ứng cử viên thì thực sự cũng là cái sự mất mặt và làm cho Đảng Cộng hòa cảm thấy rất là mệt mỏi và họ cũng sợ cả cái niềm tin của cử tri nữa chứ rồi họ sẽ trả lời sau đây với cử tri ở địa phương của mình Nên thôi phải bầu ra một cái nhân vật nào đó mà nó an toàn Nói như bà cô Elise Stefanik là nhân vật số 3 lãnh đạo trong đảng Cộng Hòa bây giờ ở Hà Viện thưa quý vị. Cô nói là Mike Johnson là một cái nhân vật là bạn của tất cả mọi người Và không có là kẻ thù của ai hết Có nghĩa là ông này vì ông này không có được chú ý Cho nên là ông không có gây thù chú oán với bất kỳ người nào Ông không có quá cực đoan như là ông Jim Jordan và ông không có bị những cái nhóm mà cực hữu maga đó ví dụ như dân biểu MAGA chống đối như là ông Kevin McCarthy, ông là một cái sự lựa chọn khá là an toàn cho Đảng Cộng hòa và ông cũng không phải là nhân vật gây ra quá nhiều tranh cãi như là bà Nancy Pelosi trước đây bên phía Đảng Dân chủ là bị bên phía Cộng hòa vô cùng ghét. Hiện nay Mike Johnson đối với bên Đảng Dân chủ thì ông không có gây quá nhiều những cái hiểm khích như vậy. Cho nên đây là một cái sự lựa chọn an toàn. Nhưng mà nhiều người nói rằng Mike Johnson nhận cái chiếc búa chủ tịch Hạ viện ở cái tình huống như thế này á, phải nói nó sẽ có rất nhiều những cái challenge, nó có nhiều những cái thử thách, nó có nhiều những cái khó khăn và chúng ta phải chờ đợi xem là ông sẽ làm sao trong cái tình hình đảng Cộng Hòa hiện nay đang có quá nhiều những cái chia sẻ như thế này thưa quý vị. Nhưng mà đầu tiên đó, một cái câu hỏi mà người ta đặt ra ngay từ đầu tiên, Khoan, nói tới những cái vấn đề đại sự quốc gia chút nữa chúng tôi sẽ bàn. Ngay cái vấn đề đầu tiên mọi người nói là trước giờ đó Kevin McCarthy á, nổi tiếng trong Đảng Cộng hòa là cái người gây quỹ nhiều nhất cho Đảng Cộng hòa. Ví dụ năm ngoái là ông McCarthy đem về cho đảng á, là 40 triệu đô la Mỹ. Ngay cả ông Scalise là đã có 15 năm phục vụ tại uh, Quốc hội nhé và là nhân vật lãnh đạo số 2 trong đảng Cộng Hòa. Sơ sơ thì cũng đã gây quỹ được 18 triệu đô la Mỹ. Và C. Scarlett cũng đã rút lui trong cái sự tức tưởi trong cái lần đề cử vừa rồi. Và Jim Jordan là cái nhân vật mà cực hữu và nhiều sự chống đối ở trong ngay trong, trong chính đảng Cộng Hòa thì cũng gây quỹ được là 14 triệu đô la Mỹ thưa quý vị. Nhưng mà ông Mike Johnson này nhá, là chỉ có 1 triệu ba đô la mỹ mà thôi cái số tiền ông gây quỹ được rất là khiêm tốn và ông đến từ tiểu bang louisiana là một trong những cái tiểu bang nghèo nhất của nước mỹ thưa quý vị cho nên nhiều người dĩ nhiên chúng ta không thể dựa vào những cái điều này để mà vội vàng đánh giá rằng ông sẽ không thành công trong cái chiếc ghế chủ tịch của mình chúng ta mong rằng là ông sẽ suôn sẻ sẽ survive sẽ vượt qua được những cái thử thách trong chính đảng của ông hiện nay và để giải quyết những cái vấn đề mà tồn động ở trong nước Mỹ. Nhưng đó là một trong những cái điều để cho chúng ta thấy là Mike Johnson bước vô và ngồi vào cái văn phòng của chủ tịch Hạ viện á phải nói là nó nó khá là bất ngờ. Và nếu như mà quý vị lắng nghe cái bài phát biểu mà lên nhậm chức của ông Mike Johnson vào ngày hôm thứ tư thì quý vị sẽ có một cái cảm giác là mike johnson đang ngày đang cố gắng là tạo một cái cảm giác một cái ấn tượng là mình là một cái nhân vật bảo thủ nhưng mà khá là ôn hòa ông khá là đi về phía trung tâm để mà ông kết nối được thứ nhất là trong đảng cộng hòa đang quá nhiều chia rẽ đi và ông cũng chìa một cánh tay với bên phía đảng dân chủ để mà cùng giải quyết những cái vấn đề của đất nước ví dụ như ông nói như thế này nè trong cái bài phát biểu của mình tôi trông là tôi đại diện cho những cái tiếng nói của những người dân mỹ và tôi muốn là hợp tác làm việc với các bạn ý ông nói bên phía đảng dân chủ mặc dù là chúng ta có những cái quan điểm khác biệt với nhau nhưng mà tôi tin rằng từ trong trái tim của các bạn, các bạn cũng là những người mà quan tâm đến tình hình của đất nước, cũng là những cái người yêu nước và kỳ quyền lợi của nước Mỹ. Cho nên là tôi hy vọng là chúng ta có thể bắt tay với nhau để mà tìm một cái điểm chung nào đó cho những cái vấn đề sắp tới. Đó là ông tạo một cái cảm giác khi mà ông lên nhậm chức, ông phát biểu cái câu như vậy thưa quý vị. Nhưng nó có ý như thế này liên quan tới vị tân chủ tịch. Thứ nhất thứ nhất đảng dân chủ đã ngay lập tức chỉ ra một số cái điểm mà trong quá khứ của ông mike johnson là thứ nhất là ông là người đã là một trong những cái vị dân biểu bên phía đảng cộng hòa đó thưa quý vị đã không có ủng hộ cho cái kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 thưa quý vị thậm chí là vào ngày hôm qua lúc mà ông lên nhậm chức xong đó phóng viên ở quốc hội đó người ta đặt câu hỏi là tại sao ông lại từ chối kết quả bầu cử tổng thống ông không có trả lời mà những cái người đồng minh của ông đó, thậm chí còn quay qua và tạt vào mặt cái cô phóng cô ký giả của quốc hội kêu là shut up đi và vào quầy quả bỏ đi đó là cái chi tiết nhưng mà để nhắc lại cái lịch sử là ông đã từng từ chối kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 cho nên đảng Dân Chủ, ông Hakim Jeffrey là lãnh đạo thiểu số tại, tại Hạ Viện. Ông nói một câu này nè, là Mike Johnson thực ra chỉ là một cái tiếng nói mà nó xó hơn, nó, nó, nó mềm mỏng hơn một chút, nhưng mà không thể phủ nhận về bản chất. Ấy. Mike Johnson là một người rất là cực đoan, y chang như Jim Jordan, cũng từng bỏ phiếu để mà chống lại cái kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 thưa quý vị. Và Đảng Dân chủ còn chỉ ra tiếp là những cái vấn đề như là ủng hộ quyền phá thai của phụ nữ nè, ủng hộ cho những cái quyền của cộng đồng LGBT plus nè, thậm chí là những cái tiền mà rót cho những cái quỹ cựu chiến binh và cả những cái uh, viện trợ cho Ukraine á thì Mike Johnson đã từng bỏ phiếu no nay cho những cái dự luật đó thưa quý vị đảng dân chủ đã chỉ ra như vậy nhưng mà hy vọng nhưng mà hy vọng có thể bây giờ ông đang cần cái sự đồng lòng để mà giải quyết để mà có thể survive lâu hơn trên chiếc ghế chủ tịch hạ viện của mình thì có thể là ông sẽ chọn một cái thế mà nó trung dung hơn thưa quý vị thì ngay khi mike johnson vừa cái thông tin vừa loan ra đã trở thành chủ tịch hạ viện đó thì cựu tổng thống donald trump ngay lập tức đăng đàn và quý vị không lạ gì cá tính của cựu tổng thống 45. Ông ngay lập tức nhận công và nói rằng là tôi chúc mừng Mike Johnson, ông sẽ là chủ tịch Hạ viện tuyệt vời của nước Mỹ và tôi rất là vui vì đã giúp được ông ấy. Vào cái ngày hôm trước thôi, chúng ta chưa ai nghe đến đến Mike Johnson là ai, vậy mà nhờ tôi, tôi đã nói chuyện với ông ấy, tôi đã giúp đỡ ông ấy và cuối cùng ông ấy đã đặt tay vô cái chiếc búa của chủ tịch Hạ viện. Đó là lời của ông Donald Trump. Chúng ta không biết rằng liệu rằng nó đúng nó thật nó hư như thế nào, nhưng mà chúng ta biết có hai ý, có hai cái sự thật. Thứ nhất, ông trump luôn là người nhận những cái credit rất là nhanh thậm chí có thể là những cái sự việc đó đó nó hoàn toàn không phải là do công của ông cái câu chuyện này nó đã có trong quá khứ từ những cái chỉ số về thị trường lao động từ những cái câu chuyện mà ông vừa bước vô tòa bạch ốc và cái thị trường chứng khoán á, thường nó theo cái quy luật là sau một cái thời gian nó xuống thì nó sẽ bật lên lại thì ngay lập tức ông vừa bước vô vừa mới toanh ngồi vào chiếc ghế của mình và ông đã tổ chức cái cuộc họp báo và ông nhận ông nói rằng Nhờ tôi làm tổng thống đó mà thị trường chứng khoán của Mỹ nó mới tốt đẹp được như thế này. Quý vị chắc còn nhớ những cái sự kiện đó. Riêng về cái chuyện về chủ tịch Hạ viện, quý vị cũng nhớ luôn ông Tom Emmer. Ông Tom Emmer sau khi mà được Đảng Cộng hòa đề cử đó thì ông Trump đã đăng đàn và chỉ trích ông này rất là nhiều và nói ông này là Rhino Cộng hòa giả hiệu bởi vì ông này đã bỏ phiếu để chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống và không biết có phải vì cái post đó trên trước social của ông trump hay không mà tom emmer đã phải bỏ đi và ra đi trong cái sự tức tưởi cho nên bây giờ cái post mà nhận công của cựu tổng thống trump ở trên trước social đó chúng ta cũng không biết là thực hư như thế nào nhưng mà rõ ràng rõ ràng rằng là cái sự ảnh hưởng của ông Trump ở Đảng Cộng hòa Hạ viện hiện nay là nó có thưa quý vị và nó khá là lớn mạnh. Qua chuyện Matt Gaetz, Matt Gaetz là ủng hộ ông Trump cho đến cùng và là một dân biểu Cộng hòa MAGA. Ngày hôm qua sau khi mà ông Mike Johnson nhậm chức xong, Matt Gaetz bước ra và truyền thông phỏng vấn ông nói, cái nhân vật này mà ngồi vào chiếc ghế chủ tịch Hạ viện, nó chứng minh một điều gì? Nó chứng minh rằng là cái power cái 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 quyền lực của maga ở hạ viện hiện nay nó rất là mạnh mẽ, chúng ta nên lưu ý điều này thưa quý vị. Chúng ta nên lưu ý điều này rất là rõ. Và và ông tổng thống Joe Biden ông nói gì? Ông nói rằng tôi chúc mừng ông Mike Johnson đã ngồi vào cái vị trí đó và tôi hy vọng là sẽ Hạ viện sẽ giải quyết những cái vấn đề mà chúng tôi nước Mỹ đang cần chờ, ví dụ như viện trợ Ukraine, ví dụ như là Israel và cả những vấn đề mà vấn đề về biên giới và những cái chính sách ở trong nước Mỹ nữa. Và khi người ta hỏi là ông Biden ông nghĩ gì khi biết là ông chủ tịch Hạ viện đó đã từng là bỏ phiếu để mà từ chối cái kết quả bầu cử tổng thống và cũng chính Mike Johnson đã từng viết một cái đề nghị gửi lên trên Tối cao Pháp viện quý vị nhớ sau bầu cử đó, ông Bộ trưởng Tư pháp của Texas, Long Ken Paxton đã từ Texas mà nộp đơn lên Tối cao Pháp viện đòi phủ quyết kết quả bầu cử của những cái tiểu bang chiến trường và Tối cao Pháp viện đã vứt cái hồ sơ đó ra, nhưng chính ông Mike Johnson này cũng nộp một cái đề nghị lên tối ca pháp viện và ủng hộ cho cái vụ kiện này. Thế thì khi và ông Joe Biden ngày hôm qua ông được hỏi là ông nghĩ sao về chuyện Mike Johnson thành chủ tịch hạ viện á, thì ông đương kim tổng thống ông chỉ cười thôi thưa quý vị. Ông cười và cái nụ cười này nhiều lần chúng tôi nói làm cho đảng cộng hòa người ta bực lắm. Ông cười mấy ông tôi hiểu mà tôi hiểu một số cái nhân vật mà ủng hộ cho cựu tổng thống donald trump như thế nào nhưng mà tôi cũng hiểu giá trị của hiến pháp và cái nền sức mạnh của hiến pháp và cả nền dân chủ của nước mỹ thưa quý vị đó là câu trả lời của ông đương kim tổng thống joe biden về nhân vật ở chủ tịch hạ viện mới toanh và một lần nữa hy vọng rằng ông mike johnson sẽ có thể survive ở lâu được ở cái vị trí đó để mà giải quyết những vấn đề mà nước mỹ đang cần và hoàng vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại Hoàng Vi xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5. Thưa quý vị và ở phần 2 chúng tôi có nói về nhân vật tân chủ tịch Hạ viện và một lần nữa hy vọng rằng ông đã có, ông sẽ có thể vượt qua những cái thử thách trong Đảng Cộng hòa và nhiều người nói rằng là có thể kỳ này đó những cái nhân vật mà cực hữu mà Cộng hòa MAGA đó sẽ không có chống đối ông nhiều là bởi vì Matt Gaze cũng học được một cái bài học thông qua vừa rồi cái câu chuyện đẩy bật Kevin McCarthy ra và đảng Cộng Hòa cũng không có muốn là mất cái lòng tin ở cử tri thêm nữa. Chúng ta hy vọng như vậy, thưa quý vị. Và nhân nói về cái việc cựu Tổng thống Donald Trump đứng ra nhận công ngay lập tức và cho rằng có Mike Johnson ngày hôm nay là chính là nhờ công của ông, nhờ cái sự giúp đỡ của ông thì ông ấy mới ngồi được vào cái chiếc ghế đó. Và cũng trong ngày thứ tư, chính cựu Tổng thống Donald Trump có nói rằng chính tôi đã khiêu tôi giết cái khả năng mà tom emmer một nhân vật mà cộng hòa uh, rhino do bên chính đảng cộng hòa đề cử đó tôi giết cái khả năng đó không cho ông ấy ra làm chủ tịch hạ viện một lần nữa như hoàng vi có thưa quý vị chúng ta bán tính bán nghi không biết thực hư như thế nào nhưng đó là lời phát biểu của cựu tổng thống donald trump và nhưng nói về ông trump thì không thể nói về không nói về những cái rắc rối pháp lý nó vẫn đang diễn ra mỗi một ngày và luôn luôn có những cái tình tiết mới liên quan đến cựu tổng thống thưa quý vị câu chuyện ở georgia Tính cho đến thời điểm này, khi mà chúng tôi ngồi thưa chuyện với quý vị là đã có 6 nhân vật đồng phạm trong cái vụ này. Quý vị nhớ là bà chánh biện lý Fanny Willis đã truy tố ông Trump cùng 18 đồng phạm về cái nỗ lực đảo ngược kết quả của tiểu bang Georgia. Thì tính đến thời điểm này là 6, đã có 6 nhân vật trong cái câu chuyện này là đã được bên công tố offer đề nghị một cái thỏa thuận để mà không có không có bị án tù thì đổi lại là sẽ kết hợp với lại bên phía công tố thì theo những cái nguồn tin đặc biệt là bên CNN nói là có 6 nhân vật rồi thưa quý vị nhưng mà không phải là nhân vật nào cũng đã chấp nhận cái lời offer của bên công tố ví dụ như là cựu luật sư của ông Trump là Robert Cheely. ông này có nói luật sư đại diện cho ông Robert có nói rằng đúng là vào tháng trước chúng tôi có nhận được bên công tố cái một cái thỏa thuận kêu gọi là hợp tác với bên công tố nhưng mà chúng tôi chưa có chấp nhận đó đó là một trong những cái nhân vật đồng phạm trong cái câu chuyện này còn bốn nhân vật khác thì như quý vị đã biết đó là đã chấp nhận cái uh, thỏa thuận với lại bên công tố uh, như là uh, bà Sydney Power như là cựu luật sư uh, cô Jenna Ellis như là ông uh, cựu luật sư uh, kenneth g Sproul, là những cái nhân vật mà đã chấp nhận những cái thỏa thuận để mà tránh cái án tù và đổi lại là họ phải đi ra và thậm chí là khi mà những cái phiên tòa xảy ra thì họ phải lên cái bục nhân chứng để mà họ khai về những gì họ biết và như chúng tôi nhiều lần nói chắc chắn những cái con bài những cái domino như thế này nó đang ngã từ từ và cái mục tiêu của bên phía công tố đưa ra đó thì theo ngay từ ngày đầu khi mà bà Fani Willis đã truy tố 18 người đồng phạm của cựu tổng thống Donald Trump rất là nhiều những cái chuyên gia về luật họ nói rằng thứ nhất là những người này cũng thực sự có dính vô cái âm mưu đảo ngược kết quả bầu cử thật là họ cũng sai thật là theo lời một số chuyên gia về luật họ nói nhưng mà họ cũng nhìn thấy cái chiến lược của bà Fani Willis có nghĩa là gì truy tố một lần nhiều đồng phạm để rồi cuối cùng là đánh lẻ đó quý vị xé lẻ ra và để những cái đồng phạm đó đứng ra và hợp tác với bên công tố để làm gì cuối cùng là tập trung lại tập trung lại vào một cái nhân vật trung tâm trong cái câu chuyện này đó là cựu tổng thống donald trump một số những chuyên gia về luật họ đang nhìn thấy cái chiến lược cái con đường mà bà Fannie willis đi thưa quý vị và nữa chẳng những ông trump mà nếu quý vị để ý lại thì sẽ thấy là những cái nhân vật mà nó gần nói theo ngôn ngữ dân giả mà bên phía việt nam hay nói liên quan tới tình hình nội chính đó, thưa quý vị là trùm cuối đó cái nhân vật mà chóp bu thì những cái người mà gần với trùm cuối đó ở trong cái câu chuyện ở georgia này quý vị sẽ thấy là ai là rudy Giuliani. Tính đến thời điểm hiện nay, bà Fanny Willis hoàn toàn không có offer bất kỳ một cái thỏa thuận nào với ông Rudy Giuliani bởi vì ông dính quá sâu và quá lâu trong cái câu chuyện này. Cho nên là bà Fanny Willis chưa có đưa ra bất kỳ một thỏa thuận nào. Đó là một cái chi tiết rất là đáng chú ý thưa quý vị. Mà nói như những cái chuyên gia về luật rằng càng gần với lại trùm cuối thì cái nhân vật đó sẽ khó lòng thoát được khỏi cái án truy tố của bên công tố đưa ra tại tòa. Còn bên phía ông luật sư Rudy Giuliani nói gì? Ngày hôm nay ông nói như thế này nè. Ừ, tôi không có cần những cái thỏa thuận bên phía công tố đưa ra. Nếu mà có một cái thỏa thuận đó đó thì ông Rudy ông chỉ chấp nhận một cái thỏa thuận duy nhất thôi là đi ra tòa và nói hết tất cả những sự thật những cái gì mà ông ấy biết và đến tận giờ phút này nha thưa quý vị, Rudy Giuliani vẫn cho rằng là bầu cử năm 2020 là gian lận và ông ấy không có làm gì sai trong cái vụ truy tố ở Georgia. Nhưng nói về cái sự, cái quan điểm rất là ngon lành bên phía cựu luật sư Rudy Giuliani đưa ra và quý vị cũng nhớ chúng tôi đã thưa rồi là ông này đang dính vào quá nhiều rắc rối, không phải một vụ Georgia là hình sự mà cả những cái vụ dân sự, những cái tiểu bang chiến trường, rồi cả những cái vụ kiện của đồ mi nhìn nữa, án chồng án và án phí chồng án phí và cả những cái số tiền đền bù đến bây giờ thậm chí là Rudy Giuliani đang phải bán đi những cái tài sản của mình để mà có thể mà chung chi để mà trả nợ, thậm chí là bồi thường cho những cái nạn nhân trong những cái vụ kiện đó mà vẫn còn chưa xong thưa quý vị. Một cái kết cục không ai hình dung rằng một cái anh hùng, một thị trưởng một thời vang bóng của New York đã từng là một cái anh hùng trong cái sự kiện 11 tháng 9 mà bây giờ lại có một cái kết cục như ông luật sư Rudy Giuliani. Nhưng mà nhân nói về cái chuyện đó thì chúng tôi muốn nhắc quý vị một cái nhân vật phải nói là có những cái nhân vật mà chúng ta thực sự không có hiểu nổi. Đó là bà cựu luật sư Sydney Power. Quý vị đã biết cái tin là Sydney Power đã đứng ra và nhận tội vào cuối tuần vừa rồi với lại bên công tố ở Georgia. Và để đổi lại là gì? Bà thoát án tù, bà chỉ có 5 năm quản chế, bà viết thư xin lỗi người dân của Georgia vì đã đưa ra những cái cáo buộc mà nó vô căn cứ. Đó là cái thỏa thuận của Sydney Power và sẵn sàng ra làm chứng nếu không ra tòa thì cung cấp những cái lời khai mà được ghi âm lại để mà sử dụng làm cái bằng chứng ở tại tòa. Vậy mà quý vị có tin không là sau khi đạt được cái thỏa thuận này rồi và thoát khỏi cái án tù rồi, Sydney Power lại tiếp tục đăng đàn trên mạng xã hội của mình và tiếp tục nói rằng cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 là gian lận, là hoàn toàn bị đánh cắp và những cái công tố viên mà đang tiến hành mà truy tố cho trà là hoàn toàn mang cái động cơ về chính trị thưa quý vị. Sydney Power lại tiếp tục nói như vậy. Như vậy thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái việc mà bị truy tố ở cho trà trong cái vai trò đồng phạm ấy, chưa có làm cho bà Sydney Power sợ và cả những cái vụ truy tố của Dominion và cả Smart Medic là hai cái công ty chuyên về cái phần mềm bầu cử thưa quý vị và bây giờ bà sydney power vẫn còn hai cái vụ đó vẫn còn đang lững lơ còn vẫn không làm cho sydney power sợ và bà vẫn tiếp tục tung ra những cái thuyết âm mưu như thế này và vào cuối tuần vừa qua đó, bà sydney power lại tiếp tục viết trên mạng xã hội của mình bà complain bà nói rằng là ông trump ấy, ông không có được cái quyền đặc quyền thân chủ luật sư để mà bây giờ đó toàn bộ cái giới luật sư mà đại diện cho ông ấy, đều bị coi như là truy tố hết và cả những cái một cái uh, newsletter một cái tạp chí thưa quý vị gửi cho những người ủng hộ bà sydney power ừ, còn, còn viết một cái bài như thế này mặc dù là dưới cái bài viết ấy, thì không có ký tên bà sydney cho nên chúng ta không có biết là thực sự là đây có phải là ý của bà hay không. Nhưng mà cái tổ chức mà phát hành cái tạp chí newsletter này có tên là Defending the Republic. Đây là một cái ủy ban mà đã từng bỏ ra 26.000 đô la Mỹ để mà giúp bà Sydney Power thâm nhập vô cái máy kiểm phiếu ở quận hạt Coffee County thì cái tờ tạp chí News Leader này gửi ra và kêu gọi những cái cử tri bên phía đảng cộng hòa đó là nhanh nhanh hãy đọc này rồi hãy đi xem một cái bộ phim mà do bên phía nhóm uh, gọi là đồng minh của cựu tổng thống Donald Trump sản xuất đó thì nhanh nhanh đi xem cái bộ phim để mà thấy rõ là ông Trump đang bị hãm hại như thế nào và bà còn chỉ rõ thêm trong cái trong cái bài báo đó nói rằng cái việc mà bà Sydney Powell phải đứng ra nhận tội ở Georgia đó để mà đổi lại được thoát cái án tù đó Đó là vì bà ấy bị bà Fanny Willis ép Bà bị ép chứ không phải là bà muốn như vậy Thực sự khi mà đọc những cái thông tin này đưa ra Thì chúng tôi không rõ là liệu là bên phía công tố Georgia sẽ làm gì trong những cái động thái tiếp theo Nhưng rõ ràng thấy cái câu chuyện của bà Sydney Power thực sự là một cái nhân vật rất là khó hiểu Quý vị nhớ chúng tôi đã thưa kể cả những cái vụ kiện ở, ở Michigan Bà cũng đã từng ra tòa để rồi bà nói ở trước tòa một cái câu dõng dạc mà không hề ngượng ngùng bà nói rằng những cái lời mà tôi nói trước đây về cái chuyện mà bầu cử về gian lận ấy, về những cái thuyết âm mưu ấy, tôi nói như vậy ấy. tôi nghĩ rằng những ai mà có một cái hiểu biết cơ bản một cái sự nhận thức bình thường thôi ấy, không ai có thể tin được lời tôi nói vậy mà cho đến bây giờ đã thoát được cái án tù rồi bà sydney power lại tiếp tục con đường cũ không hiểu rằng rồi đây những cái rắc rối pháp lý nó sẽ đến với bà như thế nào thưa quý vị nhưng mà rõ ràng một điều rằng đối với cựu tổng thống donald trump quý vị biết là ông có ông có một cái yêu cầu rất là cao và gần như là nó vừa phản ánh cái cái ego, cái 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 tôi của ông Donald Trump đó là cái sự trung thành của những cái đồng minh của những cái người mà đang vây xung quanh ông và đang làm việc cho ông. Thì nhiều người nói rằng những cái diễn tiến trong suốt cuối tuần vừa qua như vậy nó gần như là một cái vết đâm vào tim ông Trump khi mà những cái đồng minh những người thân tín của ông đã bắt đầu quay xe và nó tạo ra một cái tình huống rất là nguy hiểm cho ông trong những cái vụ kiện tụng như thế này. Thì quý vị nhìn thấy đó là chẳng những sydney power sydney power và bỏ qua đi trường hợp này cái ca khó qua chúng ta bỏ qua đi. Nhưng mà Jenna Alice Jenna Ellis cũng từng ở tòa khóc lóc và nói rằng nếu như mà tôi biết những gì tôi biết bây giờ mà năm xưa tôi cũng biết như vậy, tôi sẽ không có đại diện cho ông Trump. Và cả nữa, ông Trump nhìn thấy cả cái nhân vật từng là cánh tay phải của mình là Michael Cohen cũng ra trước tòa và bây giờ quay xe cung cấp những cái lời khai mà rất là nguy hiểm cho ông trong cái vụ kiện dân sự ở New York thưa quý vị và người ta nhìn thấy là ông Trump đang bị đâm một cái vết chí tử vào cái cái tôi của mình khi mà trước giờ ông thường yêu cầu những cái đồng minh của mình đó là phải tuyệt đối trung thành với ông và nữa một cái nhân vật nữa cũng rất là nguy hiểm cho ông Trump đó là ông Mark Meadows thưa quý vị cựu chánh văn phòng tòa bạch ốc khi mà Mark Meadows trong cái hồ sơ truy tố ông Trump ở liên bang do công tố viên đặc biệt Jack Smith tiến hành quý vị nhớ là trong cái hồ sơ này nhé là ông Jack Smith hoàn toàn không có truy tố Mark Meadows mà bây giờ chúng ta mới biết Hóa ra là hai bên đã có những cái thỏa thuận với nhau, âm thầm với nhau rằng Mark Meadows sẽ nhận được quyền miễn trừ miễn là ông phải cung cấp toàn bộ những lời khai liên quan đến ông Trump và những cái nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử. Vì sao Mark Meadow lại nhận được thưa quý vị? Bởi vì ông là cái nhân vật người ta nói là cái cửa ngõ mà nó gần nhất, nó sát nhất với lại ông Trump. Cái người gác cổng sát nhất với ông Trump trong cái nhiệm kỳ tổng thống của ông và trong những cái nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử. Chánh văn phòng tòa Bạch Ốc mà, ai muốn đến, ai muốn làm việc và nói chuyện và bàn thảo cái gì đều phải thông qua ông Mark Meadow. Chính vì lý do đó mà Mark Meadow đã không bị Trashbit truy tố và bây giờ mới có cái thỏa thuận như vậy. Thì quý vị đã biết rồi, Mark Meadow đứng ra và nói rằng tôi đã nhiều lần nói với cựu Tổng thống là cái cuộc bầu cử nó không có gian lận. Và chính cái điều này sẽ là một cái sự nguy hiểm và gần như làm cho ông Trump gầm lên. Ông nói trong cái phiên tòa diễn ra vào hôm thứ Tư ngay tại New York đó thưa quý vị, ông nói rằng Mark Meadow nói láo, ông ấy nói như vậy là ông ấy thoát án tù. Chứ trong cái cuốn sách của Mark Meadow viết năm 2021, Mark Medow nói hoàn toàn là điều ngược lại. Chuyện này là ông Trump nói đúng nha thưa quý vị. Ông cựu tránh văn phòng tòa bạch ốc Mark Meadow, năm 2021, ra một cuốn sách và viết rằng là cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 là bị đánh cắp và nó có rất là nhiều những cái sự gian lận như vậy. Vậy mà bây giờ người ta nhìn thấy ông quay xe và ông khai ngược lại với bên công tố viên đặc biệt là ô tôi nói với tổng thống là đâu có chuyện gian lận, tôi nói nhiều lần lắm mà ông ấy không có nghe lời tôi. Thế thì bây giờ như thế này, nó sẽ là một cái cơ sở cho bên luật sư biện hộ cho ông Trump nói rằng cái nhân chứng này không có giá trị trong cái lời khai này nó không có đáng tin và người ta sẽ lần lại trong cái cuốn sách trước đây Mark Meadow viết và bây giờ cái lời Mark Meadow khai nó hoàn toàn là nó tương phản nhiều chuyên gia về luật nói thực ra nó cũng không có gì là quá bất thường và lạ khi mà một cái nhân vật mà trong một cái câu chuyện hình sự đó cái lời khai trước đây và sau này của họ họ bị bất nhất chuyện đó cũng rất là bình thường cái vấn đề là bên phía công tố sẽ phải chứng minh như thế nào về cái lời khai mới nhất mà bên công tố sử dụng để chống lại cựu tổng thống donald trump đó là nhiệm vụ của bên jack smith thưa quý vị và cái ý cuối cùng cũng liên quan đến nhân vật này là vào vào chiều ngày thứ tư bên phía công tố jack smith đó, vừa mới gửi đơn ra tòa yêu cầu bà tanya jokken bà tòa đó hãy ban hành lại cái lệnh gag order đối với ông Trump đi. Quý vị nhớ là vào cuối tuần vừa rồi đó là bà Tanya Chakin đã đưa ra gag order rồi. Cấm không cho ông Trump phát biểu những cái thông tin gì về nhân nhân chứng, về bên phía công tố, về nhân viên của tòa. Cái lệnh này đã được ban ra, nhưng sau đó là bà Tanya Chakin đã tạm thời ngưng lại cái lệnh gag order bởi vì ông Trump có cái hành động là kháng án lên tòa trên. Nhưng mà bây giờ đó bên phía công tố nói như thế này vào chiều thứ tư nè. Kể từ lúc mà cái lệnh gác order tạm ngưng thì cựu tổng thống Donald Trump lại tiếp tục tấn công vào những cái nhân chứng trong cái hồ sơ này cụ thể là ông Jack Smith vì vậy bên công tố nói rằng là không thể nào mà dỡ cái lệnh này được hết á và yêu cầu tòa là phải tiếp tục ban bố cái lệnh đối với ông Trump thưa quý vị thì chúng ta chưa có rõ làm liệu bà chánh án tanya checking sẽ quyết định như thế nào nhưng cũng đồng thời trong ngày hôm thứ tư cũng liên quan đến ghép order mà trong cái vụ kiện dân sự tại new york đó ông trump lại bị ông tòa là ông egoron lại gõ một lần nữa vì cái ghép order như thế này khi mà ngay trong phiên tòa vào cái giờ break cái giờ nghỉ giải lao đó thưa quý vị ông trump lại tiếp tục lại có cái lời bình luận về tòa với giới truyền thông ông nói à, chánh án trong cái hồ sơ này á và cả cái người ngồi kế ông ấy là một cái tay đầy mang tính đảng phái và đối xử với trump một cách không có công bằng và ngay sau đó khi trở lại phiên tòa ông trump đã được ông egoron mời lên cái vai cái bục nhân chứng và trả lời hồi nãy ông nói ai vậy ông nói ai là mang tính đảng phái vậy ông trump trả lời rằng tôi nói ông đó tôi nói ông tòa và cả cái ông michael cohen là cựu luật sư của tôi mà đứng ra làm chứng chống lại ông trump đó thưa quý vị nhưng mà tòa chỉ trả lời một câu như thế này lời khai của nhân chứng có nghĩa là ông trump không có đáng tin cái lời nói này không có thuyết phục được tòa cho nên là tòa đã đưa ra cái lệnh trừng phạt là 10.000 đô la Mỹ cho ông Trump. Tuần trước là phạt 5.000, tuần này phạt 10.000 và ông tòa nói nếu mà tuần sau mà còn nữa thì có thể đó sẽ là án tù. Thì trong cùng một ngày, hai cái hồ sơ khác nhau đều nói về cái các order là giới hạn cái phần mà phát biểu của ông Trump và rõ ràng là cựu tổng thống Donald Trump sẽ phải rất cẩn thận trong những cái phát biểu trong những cái phiên tòa về sau thưa quý vị. Và nhiều người đang nói rằng họ đang chờ bởi vì cái thói quen cứ cựu tổng thống donald trump là ông thường xuyên có những cái phát biểu như vậy nó đã ăn sâu vô máu của ông trump rồi cho nên là có thể là đe dọa, hâm dọa của tòa thì hâm dọa, nhưng cựu tổng thống Donald Trump sẽ không thôi nói hay là công kích những cái nhân vật từ là chánh án cho đến công tố cho đến nhân chứng của tòa. Chúng ta chờ đợi trong cái thời gian sắp tới như thế nào, thưa quý vị. Nhưng mà có một ý như thế này nè, nhiều người đang bắt đầu đặt ra câu hỏi là vậy thì cái tác dụng của gag order chúng ta hiểu là cái mối quan tâm của bà chánh án tanya Chukin trong cái hồ sơ truy tố hình sự ở liên bang và chúng ta hiểu cả ông egorin trong cái hồ sơ uh, dân sự ở new york và cả hai người đều đã áp đặt cái get order là cái giới hạn cái phần phát biểu của ông trump chúng ta hiểu là hai cái concern này là những cái vị chánh án không muốn rằng ông trump tấn công những cái nhân vật có liên quan nói như lời ông chánh án egorin ngày hôm thứ tư thưa quý vị ông nói là tôi không có muốn Tôi không có muốn nhân viên của tòa là bị giết bởi những cái lời kích động như thế này. Ông tòa nói câu đó tôi không muốn nhân viên của tòa, nhân viên ông biết rằng mọi người biết rằng là tôi bảo vệ những cái nhân viên của tòa rất là nghiêm ngặt. Nhưng mà nhiều người nói rằng là liệu rằng những cái lệnh các order này nó có thực sự có tác dụng nào hay không, bởi vì thứ nhất nhé, bởi vì thứ nhất, nói về cái chuyện là tấn công công kích với bên nhân chứng thưa quý vị nhiều người cho rằng trong giới luật họ nói rằng không cần phải có những cái ghép order này theo cái luật hình sự là những cái nhân vật mà bị cáo hay là những ai mà có liên quan trong một cái hồ sơ đó một cái vụ truy tố về hình sự không được quyền công kích các cái nhân viên các cái người nhân chứng trong cái hồ sơ mà nếu như xảy ra cái chuyện đó là đương nhiên sẽ bị phạt thậm chí là sẽ bị án tù đó là một cái chuyện bình thường không cần có các order đưa ra thì mới được tiến hành thưa quý vị. Nhưng mà cái ý thứ hai, họ đang lo ngại rằng với cái cá tính của ông Trump và cả cái luật sư của ông thường xuyên cứ lấy First Amendment nói rằng ông Trump bị giới hạn cái quyền tự do ngôn luận của ông ấy và đây rõ ràng là mang cái động cơ chính trị để mà bức hại ông ấy. Ngay khi ông tòa mới ngày hôm thứ tư đưa ra cái lệnh phạt 10.000 đó thì cái phát ngôn viên của bên phía ông Trump đăng đàn lên trên trước social liền thưa quý vị và nói rằng đây là một cái ví dụ cho thấy là ông Trump đã bị tòa bắt nạt đã bị tòa đối xử rất là bất công và thậm chí là cái vi phạm cái quyền tự do ngôn luận của ông Trump. Quý vị thấy không? Cho nên xét về cái ý nghĩa chính trị, những cái kép order này đưa ra hoàn toàn nếu không muốn nói là nó sẽ có thêm cái cơ sở để mà cho ông trump và những cái đồng minh của mình cho rằng là ông trump bị đối xử bất công bị giới hạn về cái quyền tự do ngôn luận nhiều người mới đặt câu hỏi đó để rồi đi tới cái câu hỏi đối với hai vị chánh án là có nên hay không tiếp tục đưa ra cái lệnh gag order đối với cựu tổng thống Donald Trump. Còn quý vị, quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin hãy chia sẻ về với chương trình để cho chúng tôi được biết. Và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.